điện mặt trời cho hộ gia đình. Điện năng lượng mặt trời là sự chuyển đổi bức xạ từ mặt trời thành điện năng nhờ các tế bào quang điện. Các tế bào này được lắp đặt và thiết kế thành tấm pin năng lượng mặt trời mà ta sử dụng. Là nguồn năng lượng tái tạo sạch cần khuyến khích phát triển, không chỉ mang lại nhiều giá trị cho con người mà còn giúp chống lại quá trình biến đổi khí hậu đang diễn ra trên toàn cầu. Mới đây ngày 8 tháng 11 năm 2023, giá điện lại tiếp tục tăng thêm 4,5%. Điều này ảnh hưởng khá lớn đến quá trình sinh hoạt của người dân. Giá điện sinh hoạt gồm 6 bậc được tăng thêm như biểu đồ. Việc giá điện liên tục tăng làm cho hóa đơn điện ngày càng nhiều số, làm ảnh hưởng đến đời sống người dân hiện tại và dịp lễ Tết cận kề. Vậy để giảm tiền điện hàng tháng thì cần giải pháp gì? Hiểu được khó khăn của người dân, G7 Solar mang đến giải pháp điện mặt trời giúp hộ gia đình giảm chi phí điện hàng tháng. Không chỉ giảm hóa đơn điện mà còn mang lại nhiều lợi ích thiết thực cho chủ hộ. Ưu điểm khi lắp đặt điện mặt trời hộ gia đình như chống nóng hiệu quả, chủ động hơn khi cúp điện, thân thiện với môi trường, gia tăng tính thẩm mỹ cho ngôi nhà, an toàn với mạng lưới điện, phù hợp với xu hướng sử dụng nguồn năng lượng tái tạo, ứng dụng đa dạng trong đời sống, chi phí bảo trì thấp, dễ dàng vận hành, điều khiển, giám sát từ xa qua điện thoại tiện lợi. Hiện nay với cơ chế khuyến khích điện mặt trời áp mái thì việc lắp điện mặt trời rất được quan tâm. Hãy liên hệ ngay cho G7 Solar để nhận được hỗ trợ tư vấn lắp đặt điện mặt trời cụ thể.